Mạnh Quỳnh không thể nên duyên cùng Phi Nhung hóa ra việc cẩm diệu, quá khứ 20 năm trước cực sốc. Miệng nói sẽ quên bao nhiêu thì lại nhắc bấy nhiêu. Hôm nay Mạnh Quỳnh đứng trên sân khấu, ở dưới có cả ngàn khán giả. Nhưng dường như anh lại chìm đắm trong những kỷ niệm của hai người. Những gì Mạnh Quỳnh làm trên sân khấu chỉ khẳng định chắc nịch rằng anh không bao giờ có thể quên Phi Nhung. Có lẽ từ đây tới mãi về sau, đối với Mạnh Quỳnh, sự thật đau đớn mất đi người tri kỷ chỉ là một giấc chim bao rất nhiều người không biết chính cố ca sĩ phi nhung là người đã dẫn dắt nam ca sĩ mạnh quỳnh bước vào nghề tình cảm của cô dành cho anh không có gì có thể sánh bằng bởi vậy khi cô mất đi nó giống như là ngôi nhà bị mất đi mái che mạnh quỳnh đã dành cả cuộc đời để che chở và yêu thương phi nhung đó như một món quà để tạ ơn cô đã hướng dẫn dìu dắt anh từng bước khi mới bước vào nghề và cô cũng là một người mẹ tuyệt vời của những đứa con nuôi của mình vì vậy nghe tiếng cô về với Đức Phật, anh tiễn biệt cô về với thế giới bên kia bằng một bài thơ đầy xúc động. Cụ thể chi tiết bài thơ là gì mà khiến nhiều người sau khi nghe xong ai nấy đều bật khóc đến như vậy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe chi tiết bài thơ ngay sau đây. Cụ thể bài thơ là lời chứa đựng tâm tư tình cảm của Mạnh Quỳnh gửi trọn vào đó. Anh tâm sự thêm, đây là lần đầu tiên anh thức trắng đêm để viết ra một bài thơ tiếng Việt dành cho người tri kỷ. Và sau đây là những lời văn đầy cảm động của Mạnh Quỳnh gửi đến cho Phi Nhung. Nỗi đau nào hơn giây phút biệt ly khi người đi kẻ ở, để tiễn Nhung mà lệ trào nức nở, chuyến bay chờ đã chở mất niềm vui, theo mẹ cha em về trốn xa xôi, để lại nơi đây với bao lời hẹn hò, nhìn em đi mà lòng anh ngàn ngàn, tiếc cho mình chẳng vẹn chữ tình duyên, vẫn Nhung rồi sân khấu cũ điều hiu, biết lấy ai anh nuông chiều khi dỗi kể từ đây mình hai bờ thế giới. Phúc giận hờn xin lỗi vùi sâu. Quỳnh hiểu rằng Nhung nào muốn vậy đâu, lời tử thần nói ra thì ai mà dám cãi, nên chúng mình đành xa nhau mãi mãi mà thôi. Mất Nhung rồi Quỳnh phải sống ra sao? Phúc chia ly cho Quỳnh nói một câu, anh muốn thấy người trì kỷ mạnh mẽ, nơi xứ người giữ sức khỏe Nhung nha. Cuộc đời này anh chẳng ước gì thêm, cũng không mong muốn tìm ai thay thế, để một người nói quên đâu phải dễ